Hàng năm sau mỗi dịp tựu trường, nhiều trường học ghi nhận các ca đau mắt đỏ. Tuy không nguy hiểm nhưng bệnh này có tính lây lan cao, gây ảnh hưởng đến học tập, sinh hoạt, lại dễ dàng diễn tiến thành dịch. Thậm chí nhiều trường hợp đau mắt đỏ có những biến chứng như viêm giác mạc, loét giác mạc, suy giảm thị lực, bội nhiễm. Mỗi ngày đều có thể tiếp nhận những cái ca bệnh đỏ mắt, nhưng mà nó cũng là lẻ tẻ, không phải là dịch bệnh. Nhưng mà cũng gần thời điểm này, năm 2023, theo thống kê của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thì toàn thành phố là ghi nhận là trên 71.000 ca mắc bệnh đỏ mắt. Hiện tại thì bệnh viện mắt Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang lưu ý những cái trường hợp đỏ mắt mà có triệu chứng nghi nhiễm adenovirus hoặc là enterovirus để cảnh báo cho người dân. Những cái trường hợp này, những trẻ này hoặc là những cái bệnh nhân đỏ mắt này thường có những cái triệu chứng như sau. Thứ nhất là trẻ có thể đỏ mắt, chảy nước mắt, kèm với là tiết tố và dính nhầy ở mắt. Những cái triệu chứng khác như cộm sốn, sợ ánh sáng. Một số trường hợp thì trẻ có sốt, đau họng, kèm với nổi hạch ở tai, và sờ thì hạch có thể đau, biến chứng nặng hơn như là vừa có viêm kết mạc, giác mạc. Do những cái chủng này gây ra thì cũng có thể là gây triệu chứng giảm thị lực. Cho nên cần khuyến cáo người nhà, nếu phát hiện trẻ có triệu chứng đỏ mắt và có những cái triệu chứng như trên, nên đến khám ngay tại cơ sở y tế gần nhất hoặc là chuyên khoa mắt gần nhất. Những cái triệu chứng của đau mắt đỏ thì thường là nó cũng có thể gặp trong những cái bệnh khác. Vì đau mắt đỏ là nó nhiều cái tác nhân, cái nhóm nguyên nhân gây ra. Giống như tôi đã mô tả, đau mắt đỏ có thể do virus, có thể do vi khuẩn, có thể do dị ứng, có thể do bệnh nhiễm trùng, ví dụ như là lao mắt, có thể một số những nguyên nhân khác. Thì những cái trường hợp mà đau mắt đỏ mà có thể mà có cái triệu chứng lây lan trong cộng đồng, nhất là lây lan những cái người tiếp xúc gần, thì nó có những cái triệu chứng tương đối là thường gặp hơn và mình có thể nói là đặc biệt hơn. Ví dụ như thường xuất hiện ở một mắt, sau đó vài ba ngày nó sẽ lây lan sang mắt còn lại. Bệnh nhân thường là gặp ở trẻ nhỏ và có thể có những cái triệu chứng kích thích mắt, đỏ mắt, chảy nước mắt nhiều hơn, kèm với là có sốt, có đau họng đi kèm hoặc là có hạch trước tai. Phụ huynh cần phải lưu ý, thứ nhất khi trẻ mắc bệnh thì chúng ta phải nên hạn chế cho trẻ tiếp xúc với nhiều người, tiếp xúc gần với nhiều người. Không nên tự ý nhỏ những cái thuốc hoặc là những cái dược liệu, dược phẩm mà không rõ nguồn gốc hoặc là khi chưa có chỉ định của bác sĩ, thì điều đó rất là nguy hiểm. Chúng ta có thể là cho trẻ là đeo kính mát để bảo vệ mắt của trẻ khỏi bị bội nhiễm. Và chúng ta cũng thường xuyên vệ sinh tay cho trẻ, rửa tay bằng xà phòng. Và không khuyến kháo trẻ không nên dụi mắt, hạn chế cho trẻ không dụi mắt để tránh lây lan cái mắt còn lại. Và một điều quan trọng nữa là chỉ sử dụng thuốc khi có chỉ định của bác sĩ và nên đưa trẻ đi khám ở cơ sở y tế gần nhất. Thì chúng ta cũng nên cho trẻ nghỉ ngơi 5 đến 7 ngày và tăng cường cái dinh dưỡng cho trẻ, đặc biệt là những khoáng chất và vitamin, để phòng ngừa mà cho trẻ và những người, những cái đối tượng mà dễ bị lây nhiễm bệnh đỏ mắt. Thì thứ nhất là chúng ta phải vệ sinh tay và rửa tay thường xuyên. Thứ hai là chúng ta hạn chế tiếp xúc người mà có bệnh đau mắt đỏ hoặc là nghi ngờ mắc đau mắt đỏ. Khử khuẩn những cái bề mặt ở trong gia đình, ví dụ như tay nắm cửa, bàn làm việc, những cái dụng cụ vệ sinh cá nhân thì chúng ta phải thường xuyên giặt sạch và phơi nắng để khử khuẩn bề mặt. Thời điểm mà thay đổi thời tiết, tăng về cái độ ẩm cao, nhất ở là những cái vùng Đông Nam Á giống như ở Việt Nam chúng ta, vào thời điểm tụ trường, thì nó là một cái yếu tố thuận lợi để sinh sôi virus, trong đó có cái nhóm adenovirus và cái nhóm enterovirus. Thì đây là hai cái nhóm mà có thể gây những cái bệnh lý về mắt như là bệnh đỏ mắt.
Và bệnh viện mắt cũng đã cảnh báo với người dân bằng những cái pano, bằng những cái phương tiện truyền thông, kèm với đó là khuyến cáo người dân nên đưa trẻ đi khám sớm. Song song đó thì trong cái mục đích đi khám sớm, chúng ta được nhân viên y tế hướng dẫn cách chăm sóc mắt đúng. Vì một số trường hợp là chúng ta mà xác định là trẻ chỉ đỏ mắt do virus thì có thể là chúng ta chỉ là rửa mắt bằng nước muối sinh lý, hoặc là chúng ta nâng đỡ tổn trạng thì trẻ cũng có thể tự khỏi mà không cần phải dùng những cái kháng sinh hoặc là những cái thuốc khác. Trong trường hợp mà những cái trường hợp mà có biến chứng lên giác mạc thì chúng ta cần phải điều trị chuyên biệt hơn, chuyên sâu hơn và theo dõi chặt chẽ hơn.